Làn da phụ nữ rất nên được nuôi dưỡng bằng năm loại nước này, đã rẻ còn chống lão hóa, giúp da căng mướt và tăng sinh collagen. Cứ chăm chỉ uống năm loại nước này, sức khỏe chị em không chỉ được nâng cao mà còn giúp da căng mọng, sáng đẹp không thua mỹ phẩm đắt tiền. Lão hóa ắt là kẻ thù không đội trời chung của phụ nữ nói chung. Khi bước qua độ tuổi 25, làn da sẽ bắt đầu có dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, tàn nhang, nám. Nếu không chăm sóc da đúng cách thì rất dễ bị già trước tuổi, khiến bạn mất tự tin trước đám đông. Chưa kể da yếu cũng là nguyên nhân gây nhiều bệnh da liễu nguy hiểm. Nhìn chung, lão hóa da là quá trình không ai tránh được, nhưng chúng ta có thể làm chậm lại bằng việc luyện tập và tiêu thụ thực phẩm đúng cách. Theo Priory Wright, chuyên gia kiềm biên tập viên mục dinh dưỡng của tờ sức khỏe Edward chia sẻ, phụ nữ nên bổ sung thêm năm thức uống chống lão hóa này vào bữa cơm đặc biệt vào trời nắng còn giúp nâng cao sức khỏe và giải nhiệt tốt nước ép bưởi sữa đậu nành nước dừa trà xanh nước lọc cụ thể như sau một nước ép bưởi có lẽ không phải ngạc nhiên khi nước ép bưởi được xếp vào danh sách thần dược chống lão hóa cụ thể nó chứa nhiều vitamin c giúp tăng cường sản sinh collagen ngăn ngừa nếp nhăn cùng các dấu hiệu lão hóa sớm Loại nước này cũng sở hữu nhiều chất xơ giúp tăng cảm giác no, giảm thêm ăn nên hỗ trợ giảm cân nhanh. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dược phẩm và Sinh học châu Âu, những phụ nữ thường xuyên uống nước ép bưởi sẽ có nồng độ lycopene trên da cao hơn, giúp da chống lại sự tổn thương bởi tia UV trong ánh nắng và mịn màng hơn. Vì thế nếu muốn nâng cao sức khỏe và đẹp da, chị em hãy cố gắng uống một ly nước ép bưởi vào buổi tối. Hai, sữa đậu nành Sữa đậu nành vốn quen thuộc với nhiều người, nhưng chẳng mấy ai biết nó sở hữu nhiều isoflavone, một chất có thể ngăn ngừa sự phá hủy collagen, giúp duy trì làn da săn chắc. Loại sữa này chứa nhiều dưỡng chất, vitamin cùng axit lactic giúp dưỡng ẩm, thanh tẩy tế bào bị khô và nuôi dưỡng da khỏe mạnh. Khi uống sữa đậu nành mỗi ngày, làn da sẽ dần căng mịn và xóa bỏ những vết chân chim, giải quyết vượt trội tình trạng nhăn nhau và chảy sệ già nua. Với phụ nữ nói riêng, Sữa đậu nành cũng cung cấp nội tiết tố nữ estrogen giúp điều hòa và cân bằng nội tiết, nhờ vậy mà cải thiện và giảm mụn hiệu quả. Ba, nước dừa. Mùa hè ai cũng thích uống nước dừa vì vị ngon ngọt, thơm nhẹ và giải nhiệt tốt. Các chuyên gia cho hay, chất cytokinin có trong nước dừa tươi giúp điều hòa tăng trưởng và phân chia tế bào. Từ đó giảm thiểu tối đa lão hóa tế bào da, hỗ trợ cân bằng độ pH, giúp các mô liên kết bền và giữ ẩm tốt hơn. Trong nước dừa cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây tổn hại đến da. Dù tốt là vậy, nhưng cũng đừng quá lạm dụng, không nên uống nhiều hơn 3 đến 4 trái trên ngày, không uống buổi tối vì dễ gây đau bụng. Đặc biệt, những phụ nữ đang có thai 3 tháng đầu và có tính hàn, tay chân lạnh hay tiêu chảy cũng không được uống quá nhiều kẻo sinh bệnh. 4. Trà xanh Từ lâu, trà xanh đã được công nhận là kẻ thù của trứng viêm mãn tính, Hỗ trợ chất chống oxy hóa ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư. Trong một nghiên cứu của tạp chí tim mạch phòng ngừa châu Âu cho thấy, uống trà xanh thường xuyên còn là cách giúp sống thọ, sống khỏe nhờ lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Ngoài ra, uống trà xanh cũng là một cách hữu ích để thúc đẩy giảm cân lành mạnh nhờ lượng lớn caffeine và polyphenol. Hai chất này đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể, ngăn việc tích lũy mỡ thừa cũng như sản sinh nhiệt lượng đốt cháy mỡ. Tuy nhiên bạn không nên uống quá 500 ml trà xanh mỗi ngày kẻo mất ngủ và sản sinh tác dụng phụ. 5. Nước lọc. Có thể nói nước lọc chính là thần dược trị lão hóa, đào thải độc tố trong người đơn giản nhất mà không ai hay. Nếu không uống đủ nước, da sẽ trở nên khô cằn và nhăn nheo, tăng nguy cơ lão hóa sớm chưa kể khi thiếu nước thì cơ thể cũng bị hạn chế khả năng đào thải độc tố, làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại bệnh. Tốt nhất chị em nên duy trì uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, khoảng mùng 6 tháng 8 cốc. Vào mùa hè trời nóng như bây giờ, hoặc vận động nhiều thì nên tăng cường uống thêm nếu thấy khát. Vào buổi sáng, lúc vừa thức dậy cũng là thời điểm nên uống một cốc nước để cơ thể hoạt động trơn tru hơn. Theo Ettingwell, India Times,